Hương Linh xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video. Cả nhà ơi, cả nhà có thích hoa cúc pha trà uống không ạ? Em thì em rất là thích uống loại trà tự nhiên này. Nói chung là các loại trà làm từ các loài hoa thì bao giờ cũng rất là an toàn và tốt cho sức khỏe. Em thấy hoa cúc này uống rất là mát, dễ chịu mà giấc ngủ rất là ngon. Ngoài ra thì nó còn sáng mắt, đẹp da và an thần, giảm đau đầu đó. Trà hoa cúc thì có gần như các loại cúc đều có thể làm trà, nhưng mà để mà uống ngon ấy thì thường thì mọi người hay có cúc, đây là cúc cổ trà, còn đây là kim cúc. Kim cúc đây nha cả nhà. Và một loại thứ ba đó là cúc chi rủ. Đó, cả nhà thấy không? Khi mà trồng cả ba loại với nhau thì mới phân biệt rõ được sự khác nhau của nó. Bông này là to nhất. Đó, đây là chi rủ, cúc chi. Còn đây là kim cúc. Kim cúc bé nhất. Còn cúc cổ trà thì đứng thứ hai về kích thước của nó. Như mọi người nói thì cổ trà uống ngon nhất, rồi đến kim cúc, rồi sau cùng mới đến cúc chi, vì cúc chi có vị hơi hắc. Đó, đó là sự phân biệt giữa ba loại cúc này nha cả nhà. Em thì em trồng cả ba loại cúc để em pha trà uống. Cả nhà có yêu thích hoa cúc như em không ạ? Bây giờ cả vườn em rất nhiều loại cúc. Phải có đến hơn 30 loại cúc đấy ạ. Đó, em thì em thích cái hương vị của nó lắm. Mùi rất là thơm, không bị hắc. Bông này thì nó khác với hai loại cúc kia là nó có phấn hoa. Ông Mật rất là thích cái phấn hoa này. Còn hai loại kia thì không thể có phấn hoa đâu ạ. Đó, đó là cách phân biệt ba loại cúc dùng để làm trà. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.